Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Peo. Ngày hôm nay mình tìm được một cái bác có tên là Park Kua Jun Cat các bạn ạ. Ảnh bìa có hình kim tự tháp khá là đẹp này. Xong rồi có hai cái đầu con Jun Cat các bạn ơi, nhìn trông có vẻ nguy hiểm phết bạn ạ. Ở giữa là gì ấy? PK Jun Cat à? Hình như chữ PK Jun Cat các bạn ơi. Thì map này của bạn có tên là gì ta? Tôi cũng không biết là gì bạn ơi. Có ID là 92394361 các bạn nha. Đó, bạn nào muốn chơi thử mắt này thì có thể là lên thư viện mini tìm thử ID này và tải về chơi thử nha. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm Park Kua Jun Cat bạn ạ. Không biết là ôi chơi như nào đây. Park Kua 50 level Jun Cat bạn ơi. Wow, Jun Cat thật này. Ôi con Jun Cat nhìn béo rồi ta. Jun Cat nhìn hơi béo bạn ạ. Đây là Jun Cat mô hình như thế này. Rồi thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chương trình mẹ và đừng quên nhấn ký cho đăng ký ủng hộ mẹ Peo bạn nhá. Đồ đạc thì mình lên cửa hàng này. Đây là đai này. Ok bạn ơi, xem cửa hàng bán gì không nào. Ui, bán cái súng móc cũng 400 đậu được rồi. Nói chung là không bán băng xu tôi mua được bạn ạ. Đó, mình sẽ trải nghiệm thử xem. Hiện tại không xài CD nha. Đó, đang xài giáo sư bạn ơi. Rồi, level đầu tiên bạn ơi. Map này thì chủ yếu có màu đỏ vàng bạn ạ. Phải xám nữa. Đỏ là của một cái chắc là đỏ của thân này. Vàng là của chân này. Còn xám chắc là màu của răng hay màu gì mình cũng không rõ bạn ạ. Rồi, trải nghiệm Park Kua Jun Cat nào. Nhớ bạn ơi. Ủa, hình như đường hai bên là dễ hơn thì phải. Ở đâu? Đường ở giữa dễ hơn chứ. Đường hai bên nhìn có vẻ khó hơn bạn ạ. Mặc dù thấy đường nào cũng như nhau. Còn Jun Cat mô hình này biết tải đâu về nữa. Bạn nào biết cái ID mô hình Jun Cat là gì không? Có thể để lại bình luận phía dưới giúp mình nhá. Để mình tải về mình trang trí thử xem bạn ơi. Nhìn khá là đẹp bạn ạ. Mình trông cũng rất là ok chứ. Ở giữa một con Jun Cat khổng lồ bạn ơi. Mình không biết cái đoạn kim tự tháp này ở đâu. Tôi đang tò mò không biết là cái kim tự tháp này ở vị trí nào bạn ơi. Mình đang rất là hóng. Nó đến cái kim tự tháp khổng lồ bạn ạ. Khám phá thử xem là như nào. Yo bạn ơi, cấp độ 6 rồi này. 50 level cơ mà. Tượng Jun Cat khá là to nha. Một cây dừa. Ủa, có cây dừa bạn ơi. Ai chả chả mà sa mạc mình có dừa không nhỉ. Sa mạc ở biển chứ đúng không, chứ làm gì có sa mạc ở chứ sa mạc thì có dừa đúng không nhỉ. Sa mạc chỉ có xương rồng thôi đúng không. Mình cũng chả rõ nữa bạn ạ. Ôi bay cao thế. Đây đâu cần bay đâu. Bạn nào mà muốn có đồ thì có thể xem quảng cáo nhá. Mặc dù mình không biết là trong cái rừng có gì đâu. Trên PC không xem được cho nên mình cũng không biết là chủ map sẽ cho mình cái gì khi mình xem quảng cáo. Không biết là cho gà hay là cho gì, cho nước ép có ga hay là cho gì. Biết đâu chủ map cho hẳn cái súng móc hay sao. Mình cũng muốn review xem quảng cáo được cái gì nhưng mà tôi không xem được bạn ạ. Thế mới buồn chứ. Rồi, nhìn chung nhảy cũng khá là dễ nhở. Hoặc có thể là nó chưa khó thôi. Mới có 11 level bạn ạ. Nó chưa khó bạn ơi. Nó chưa khó chứ không phải là nó không khó bạn nha. Tôi mới nhảy có 12 level. Còn mới được có hơn 1 phần 5 map thôi. Map tận 50 level cơ mà. Mình biết đâu là 30 level đầu dễ. Đến chỉ cần 20 level sau siêu khó thôi. Là toàn ngay bạn ơi. Cho nên cũng không biết ở đâu. Ơi, ôi. À hình như nó chỉ có điểm nhảy ở chính giữa bạn ơi. Thế này. Hình như chỉ có các tinh thể lưu ở chính giữa thôi. Ờ đúng rồi. Ờ chỉ có chính giữa thôi. Mình cứ tưởng là nguyên cả khối này là toàn các tinh thể lưu hình cơ. Tiêm bận ơi. Dấu. Xem nào. Ở đây là mình thấy là gì nhỉ. Con Jun Cat này kiểu như là đang bãi xây kiểu như nó vừa chui từ dưới lòng đất lên bạn ạ. Đó. Có nước này. Cái đen đen là cái gì mình không biết bạn ạ. Thì tôi cũng chưa rõ lắm. À mà hình như là cái pha lê đen bây giờ đâu còn tồn tại nữa đúng không các bạn nhỉ. Ngày xưa còn đổ lava với cả nước ở thành pha lê đen. Bây giờ anh cho tôi hỏi cái, bây giờ muốn có pha lê đen kiếm ở đâu? Là bây giờ Minua bỏ luôn rồi, xóa luôn rồi. Ok tôi hỏi phát nhá. Đó, bây giờ muốn kiếm cái pha lê đen đó thì chúng ta kiếm ở chỗ nào nhỉ? Hay là Minua bỏ rồi ta? Tôi cũng không chắc lắm bạn ạ. Bây giờ bỏ luôn cái pha lê đen rồi, giống như kiểu cái cổng lòng đất đấy, cái cổng mà đi xuống lòng đất đấy bạn ơi, cổng địa ngục á. Bây giờ nó chỉ còn ở trong sáng tạo thôi, cho đẹp thôi, còn trong sinh tồn là xóa rồi. Không biết bạn ạ, không biết là trong sinh tồn bây giờ là còn có pha lê đen không. Bạn nào biết thì có thể để lại bình luận phía dưới nhá. Mình cũng không để ý mà, tại vì mình cũng chả để ý xem là cái pha lê đen này có thể kiếm được không. Chắc là hình như là bỏ rồi hay sao á. Bởi vì ngày xưa là cái pha lê đen đấy là để chế cái cổng á, chế cái khung cổng lòng đất để làm cái cổng để đi xuống địa ngục á. Nhưng mà bây giờ theo cái địa ngục bằng Flamat rồi, chúng ta dùng cái trạm Starlink di chuyển đến.
Thì mình nghĩ ở đúng thật. Cái công dụng của cái pha le đen đấy cũng đâu cần thiết đâu, đúng không nhỉ anh em nhỉ? Chắc mình nghĩ là bỏ rồi, sao chắc là xóa rồi. Tất cả ngày xưa hình như là cái đấy dùng để chế tạo cái bàn phụ ma hay sao bạn ơi, tôi không nhớ chính xác lắm. Ngày xưa là bàn phụ ma, bây giờ cái bàn phụ ma là chung cái bàn chế tạo rồi. Bàn chế tạo nó có cả phụ ma cả sửa luôn. Ngày xưa nhá là bàn chế tạo riêng, bàn sửa riêng, bàn phụ ma riêng. Bây giờ hợp chung cả ba bàn làm một bạn ạ, khá là tiện. Mà thậm chí hồi trước chúng ta còn có búa cơ, cái búa các bạn không cầm theo, không cần phải dùng bàn chế tạo mới chả hiểu sao bây giờ tự nhiên mình đuổi sửa cái búa bây giờ phế quá, đúng không? Bây giờ chúng ta không dùng búa nữa, ngày xưa có búa là muốn chế ở đâu cũng được luôn, bạn đứng ở đâu cũng chế tạo được, chả hiểu sao tự nhiên Minu lại bỏ cái búa nhỉ các bạn nhỉ. Ngày xưa cái búa titan đúng tiện luôn, chỉ cần cầm theo cái búa là chế cái gì cũng được bạn ạ. Búa tạo hình như không sửa thôi mà lại chế thoải mái sao à, nó cả hình như không phụ ma được thì phải. Bây giờ thì mình thấy tự nhiên bỏ cái búa đi, hay là bây giờ là phải kích hoạt cái gì mới dùng được búa nhỉ? Chứ đợt trước là mình cầm cái búa titan đấy, nó chỉ để trưng nó đẹp bạn ơi, đặt ra đất nhìn cho đẹp thôi chứ đâu có dùng ở đâu. Không biết là phải kích hoạt gì không, mình cũng chưa tìm hiểu. Bạn đã biết không? Để lại mình xem nào. Để tôi làm tập sinh tồn tiếp theo, tôi thử làm cái búa titan cho tôi để xem coi thêm có chế tạo không. Chả biết bây giờ còn chế được không nữa. Hơi buồn rồi này, nhìn chung là hơi buồn. Tập đây có những cái hay, những cái không hay, nó thế mới lạ. Là mình thấy cái búa titan bình thường ta, tại sao sao mình đuổi sửa nhỉ? Đâu phải là kiểu như là bá quá hay là lỗi quá hay gì đâu, đúng không? Nhưng lại sửa cái búa thế hơi lạ lạ bạn ạ. Thôi kệ đi. Level 50 Junkat. Không biết là 27 27. Ô được một nửa này, hơn nửa rồi này. Ôi nhảy một hồi cũng được hơn một nửa level bạn ạ. Chứng tỏ là cái map này cũng khá là ngắn bạn ơi. Nó cũng không dài lắm đâu. Nghe 50 level tưởng dài nhưng mà đường nhảy nó dễ, thành ra cũng khá là ngắn bạn ạ. Đấy, bám tường luôn chứ sợ cái gì. Nhậm 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 1 2 3 4 5 6 7 8 đó. Trời ơi nhìn này, bám tường xong một ô ấy, trời ơi nhìn không muốn nhảy luôn bạn ạ. Ảo thật đấy, mình bám tường như đúng rồi bạn ơi, này này, bám tường như đúng rồi luôn. Xong lên trên một ô bạn ơi, chả hiểu ít ra phải ba ô chứ không, đã bám tường cho ba ô chứ cho một ô này chả hiểu kiểu gì bạn ạ. Sợ thực sự. Cái bát này đúng kiểu là mình thấy chia đường như không chia đường bạn ơi, chia đường khó đường dễ gì thấy chả khác quá gì đâu bạn ạ. Tóm lại mình thấy map này phù hợp với tất cả mọi người nhé. Bạn nào mới tập parkour mình nghĩ chơi cũng được thôi. Toàn một ô ấy đó. Nhảy giải trí là chính. Chù. Cái kim tự tháp đâu ta? Nhảy nãy giờ mình vẫn chưa thấy cái kim tự tháp bạn ạ. Chắc là mình nghĩ cái kim tự tháp ở level cuối cùng á. Phải đến level cuối cùng thì nó mới hiện ra cái kim tự tháp bạn ơi. Lúc đấy chúng ta mới đi khám phá được. Mình tò mò là không biết là vào trong đấy có gì không? Giải mã hay là đối chiến đánh bốt hay gì? Ôi đây 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 đâu đâu đâu, không phải đây, đây là cái tượng con Junkat khổng lồ, không phải đây. Mình cứ tưởng cái kim tự tháp chưa phải. Rồi cát tinh thể lưu hình này bay. Ê từ có chôn ta, ô không chôn à, hey, tưởng cái đấy có chôn bận ạ. Bắt nhảy thường nghi lắm, có mấy map cho đấy đâu có bay lên đâu, thường là ô quấy là họ bắt đi bộ bình thường á, họ họ chôn đấy. Bạn nào mà nhẹ dạ cả tin á lao vào trúng cái hố luôn, bị chôn ngay. Piu 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 piu. Lè 38 bạn ơi, 38 rồi, cố lên. Hey hey hey, 39 rồi. Ui map này đúng kiểu mẹ béo speedrun luôn, nhảy tốc độ bàn thờ luôn, khá đơn giản. Nè thấy không, nè chia đường như không chia đường bạn ạ, đâu 6 đường 7 đường chứ, 7 đường như một luôn mà, nhìn bên nào cũng được bạn ạ. Đó thấy không, ở đây ít ra bên này nhìn trông có vẻ chơi đường này. Đó, nó bên này nhìn trông có vẻ khó hơn này, 4 ô này đấy, ít ra có phải như này chứ đúng không, 3 ô này có chết bấm nhầm đó, ít ra có phải như này bạn ạ. Đấy đi ra phải tôi thích thế này chứ đúng không, nhảy nó mới đã này. Đó 3 ô đi, nó nhảy nó còn có tí thử thách mới các bạn ạ. Rộ ở đây chưa thấy kim tự tháp nha, tôi vẫn đang hóng cái kim tự tháp ở đâu bạn ơi. Ảnh bìa của kim tự tháp đừng bảo là vào trong không có nha, làm gì có chuyện đấy đúng không. Ảnh này là ảnh chụp trong map rồi, không phải là ảnh tải lên ảnh thư viện hay gì đâu, nên mình tin là sẽ có kim tự tháp bạn ạ. Tôi có niềm tin là sẽ có kim tự tháp, mà đừng bảo là xây kim tự tháp sao không cho vào kim tự tháp là hơi buồn nha.
ngầm đã mất công xây kim tự tháp to như này là phải cho vào cái bắc cua trong kim tự tháp, hay là giải mã hay là làm cái gì đó ở trong kim tự tháp đúng không? Thì chơi mới đã mà đã mất công xây là phải để cho chơi chứ. Yo, lè 46 bạn ơi, 46 à, 46 rồi. Lè vẫn 46. Gì đây? 46, 46. Ồ khoan. Ồ nãy mình tưởng 46 mà sao bây giờ lại 46 tiếp nhỉ? Quá lại vậy ta. Ờ thế không phải nên lú à? Chắc nãy là 4 mấy mình đọc nhầm bạn ơi. Lú quá, lú quá. 47 rồi bạn ơi. Vẫn chưa thấy kim tự tháp đâu nhỉ? Ê, anh nhảy gần xong bạn ơi. Ê, mình nhảy gần hết 50 level đó. Sao tôi vẫn chưa thấy kim tự tháp đâu bạn ơi? Lỗ. Ê, chà chà. Ê, đừng bảo là không có kim tự tháp nha. Ủa? Ủa lạ bạn ạ. Ơ, level 49 rồi này. Ủa, thế kim tự tháp của tôi đâu? À đây rồi. Nó phải như này bạn. Wow. Tờ. Đứng đây chụp cái ảnh biển ơi. Nó bật tầm nhìn rất xa lên. Wow. Parkour run cát bạn ơi. Ghê chưa. Đó. Đứng đứng xa xa tí. Từ từ đứng lên trên này đi nhỉ. Wow. Hợp lý chưa. Parkour run cát bạn ơi. Ê. Nhìn nó chiến liền bạn ạ. Chụp lại phát. Rồi. Ok. À thắng rồi kìa. Ồ thắng rồi bạn ơi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Mình thấy có sao kìa. Thắng rồi bạn ạ. Đó. Map này đánh giá là chơi ổn nha. Không quá khó bạn ơi. Ok, rồi. Đã tiến. Ồ, nhưng mà không cho parkour hay giải mã gì trong này nhở? Cho này vào bữa ăn sau là xong bạn ạ, hơi buồn nha. Đánh giá là nên làm kiểu cái chỗ này mình nghĩ bạn nên tận dụng một cái parkour vòng quanh kim tự tháp lên trên đỉnh thì hay hơn đúng không? Đã mất công xây kim tự tháp rồi phải tận dụng chứ. Nhở? Chứ không để không cái này phí quá. Ok bạn ơi, thì video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Nếu các bạn có kiến góp gì muốn bé làm dùng nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Cái map này mình đánh giá là chơi cũng ổn. Đó, mình sẽ thử parkour lên trên này nào, xem trên có gì không. Ui, đứng trên đỉnh luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.